Cảm ơn ba bốn diễn giả đã hoàn thành được phần bài thuyết trình của mình. Sau đây xin mời quý thầy cô, quý đồng nghiệp và các anh chị làm nghiên cứu, chúng ta có thể đặt câu hỏi cho các diễn giả. Xin mời. Đầu tiên thì có câu hỏi của Otessia. Thì cái phần này tạm dịch đó thì dành cho trọng quyến. Thì Otessia hỏi là có một cái nguồn tài liệu vô cùng phong phú về tục lệ làng xã từ dưới lên. Chúng ta có phần mềm quét với hàng ngàn trang được hay không? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi và trao đổi của giáo sư Oliver. Trước hết là cái dữ liệu tại làng xã của Việt Nam như chúng tôi điều tra là một nguồn dữ liệu rất là phong phú, và theo câu hỏi của giáo sư là có cái khả năng để làm một cái cơ sở dữ liệu mang lên đến hàng nghìn trang không. Thì ở làng xã, đặc biệt là làng xã ở miền Trung và nhất là ở Huế, thì trong khoảng 10 năm vừa rồi, trình nghiên cứu của chúng tôi thì ở mỗi làng đều có một cái giữ một cái lượng tư liệu, đặc biệt là tư liệu Hán Nôm rất là lớn. Ví dụ như ở làng Thanh Phước, nơi mà tiến sĩ Bùi Thị Hiếu cũng tiến hành điều tra, nghiên cứu, thì dữ liệu Hán Nôm lên đến khoảng 10.000 trang tư liệu, và hầu như tất cả các cái làng xã của Huế đều có giữ cái lượng tư liệu lớn như thế. Cho nên là trong tương lai thì việc số hóa các cái tư liệu và việc chỉ dấu các cái tư liệu là việc cần thiết. Và nếu như mà giả sử như sử dụng các cái máy móc, thì theo tôi nghĩ, theo kinh nghiệm của chúng tôi trong thời gian vừa rồi, thì việc sử dụng máy ảnh để số hóa tại địa phương, như là vừa nãy tôi có mô phỏng cái hình ảnh để mọi người thấy cái quá trình mà chúng tôi tiến hành số hóa tại làng xã, thì đấy là cái phương pháp mà tối ưu nhất. Xin hết. Xin mời các câu hỏi tiếp theo cho session này. Rồi một câu hỏi cho Trần Quý ha. Thì cái thách thức nào mà trong việc tiếp cận các nguồn dữ liệu ở địa bàn ở các làng xã? Xin mời quý chia sẻ. Thực ra là nguồn tư liệu làng xã, đặc biệt là nguồn tư liệu Hán Nôm, là một nguồn tư liệu rất khó tiếp cận. Và trong quá trình nghiên cứu thì để mà có thể tiếp cận được các cái nguồn tư liệu và các hòm bộ, nhất là các cái hòm bộ được lưu trữ tại đình làng. Có những cái đình làng mà ở một hòm bộ có thể có đến 4-5 cái chìa khóa để khóa giữ cái tài liệu đấy. Thì việc tiếp cận tài liệu này chủ yếu là thông qua việc chúng ta tìm hiểu, có một cái sự hiểu biết chuyên sâu về cái khu vực mà chúng ta tiến hành điều tra, và cái chủ điểm nghiên cứu của chúng ta có cái tính vấn đề, thì chúng ta sẽ thuyết phục được những người đang giữ cái nguồn tài liệu này có thể cho phép chúng ta tiếp cận được. Thứ hai là cái khả năng tiếp cận rất là cao, đó là tiếp cận từ trên xuống, tức là chúng ta sẽ phải làm việc với các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, sau đó thì liên hệ với chính quyền tại địa phương, ví dụ như là liên hệ từ tỉnh, từ sở văn hóa, sau đó thì chúng ta sẽ xuống đến phòng văn hóa, và từ phòng văn hóa thì người ta lại cử người để đi xuống các cái thôn và các cái xã, và người bằng cái sự cho phép của chính quyền thì người dân sẽ có thể cho chúng ta tiếp cận tài liệu dễ dàng hơn, và cái tính đảm bảo nó sẽ được tốt hơn. Xin hết. Như vậy nó là cách nào? Xin lỗi thầy Tuyên, có thể nói to hơn một chút được không ạ? Vì trong quá trình thực địa như vậy thì thầy Tuyên gặp những cái thách thức nào trong việc mà mình tiếp cận với nguồn tư liệu từ các hộ gia đình trong làng xã? Trong quá trình điều tra tư liệu thì việc để có thể xem được tài liệu của các gia đình là một điều rất là khó,
Vì thường tôi sẽ tiếp cận với những người mà có uy tín ở trong làng, ví dụ như là người trưởng làng hoặc là người có cái sự hiểu biết về lịch sử của làng, thì cái người đấy người ta sẽ có cái tiếng nói nhất định ở tại địa phương. Thì nếu như mà ông trưởng thôn cùng với một cái người trưởng làng có uy tín, người ta đưa mình đến cái địa điểm muốn tiến hành điều tra tư liệu, thì cái việc tiếp cận với tư liệu nó sẽ dễ dàng hơn và cái tính 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 đảm bảo nó sẽ cao hơn rất nhiều. Xin hết. Rồi trong lúc về dạy một xíu về cái phần trả lời của thầy quý, mời các câu hỏi tiếp theo ha, dành cho các diễn giả còn lại. So my question for Mr. Quyến is that what are the challenges in assessing the village materials, and is say that it's very difficult to approach family to accept a lot of documents like that. Mm-hmm. So he needed support from local authority and some university in that area. Yeah. So next person, please. We have three more speakers. Xin mời các câu hỏi đặt cho diễn giả quyết ạ. Dạ, trong lúc chờ đợi thì có một cái câu hỏi đặt cho tiến sĩ Chiếu và Huy, đó là với những ứng dụng như vậy á, thì ở Việt Nam mình thì nó sẽ gặp những cái khó khăn nào? Dạ, anh Huy sẽ xin phép trả lời câu hỏi này ạ. Từ cái phương pháp khảo sát xung quanh này, thường thì vấn đề mà khó khăn nhất là đối với cái cấp phân quyền bay á, của bên quân đội. Thì thực ra nếu mà chúng ta làm thực hiện các cái nghiên cứu theo đúng trình tự thì cái thủ tục nó cũng đơn giản, như có mất thời gian thôi. Trong trường hợp mà chúng ta làm các nghiên cứu kéo dài á, thường đăng ký theo định kỳ hoặc là có kế hoạch bay thì chỉ được cái đó là cái khó khăn nhất. Anh có nghe? Chúng ta khắc phục như thế nào? Thì thường khắc phục thì chúng ta phải có một cái kế hoạch nghiên cứu trước, tức là khi nghiên cứu thì cái kế hoạch bay mình sẽ có trước. Thì kế hoạch bay thường có trước là nên là 2 tuần. Thì nếu về phía chính quyền á, thì chúng ta có một kế hoạch để thông báo, hoặc là cái tầng bay của chúng ta thâm dưới 20 mét thì chúng ta cũng báo cáo đơn giản hơn, còn khoảng trên 50 mét thì cái cấp độ mà xin phép nó khác. Rồi, cảm ơn anh Huy. Dạ, xin cảm ơn. Rồi, xin mời thêm một cái câu hỏi nữa cho các speaker chúng ta. Rồi có một câu hỏi là các khó khăn nào mà các nhà nghiên cứu gặp phải trong quá trình thu âm chụp ảnh các đối tượng được phỏng vấn không, và mình giải quyết như thế nào? Maybe this question is for our speakers. And also like asking, I wonder if any researcher have difficulty when they need to record or taking picture of the interviews. If yes, how to deal with that issue?
Về việc thay thế cái ảnh chụp có sẵn ở trên vệ tinh thì ảnh không ảnh từ drone nó khác với không ảnh trên vệ tinh. Thứ nhất là về cái mục tiêu, nếu chúng ta muốn xây dựng các vật thể 3D hay các số liệu ở phân cấp độ phân giải cao đến 0, tức là khoảng 3 cm xa số, thì công nghệ drone này nó cao hơn cái vệ tinh. Còn vệ tinh thì thường mà sensor remote, các cái công nghệ mà viễn thám á, phân tích trên cái diện rộng, chẳng hạn như các cái phổ phổ lớn á, thì cái phương pháp viễn thám đó sẽ ứng dụng công nghệ drone này, thì cái độ chi tiết và chính xác lấy cái thông tin thì tốt hơn. Rồi, xin cảm ơn anh Huy. Như vậy thì chúng ta vừa mới hoàn tất 3 phần trình bày của 4 diễn giả đến từ Trường Đại học Huế, Đại học Thăng Long và Đại học UVA của bên UK. Thì rất cảm ơn các câu hỏi của các anh chị và chúng tôi xin tạm dừng cái phần này tại đây. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.